vô hiệu hóa. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Sốc, sự nghiệp tuổi 25 của con trai Dương Quang Thành vừa ra trường đã vọt ghế bí thư đoàn EVN, quý tử 7 phút vuốt mặt chạy theo không kịp, hóa ra 5 năm du học Mỹ, dân nuôi không uổng. Thưa quý vị, từ sau khi lò cụ Tổng bén tới ngành điện thì những bê bối và lộng quyền của một số lãnh đạo cấp cao EVN cũng được lộ rõ. Con trai cựu chủ tịch EVN Dương Quang Thành mới 25 tuổi vừa bước ra khỏi trường học đã chiếm trệ ngồi vào ghế bí thư đoàn EVN. Lạ thay, đây có lẽ là điều mà những cán bộ lâu năm chưa chắc đạt được trong suốt cuộc đời của mình. Vậy mà một thanh niên mới bước vào đời đã đủ quyền uy cầm tờ A4 hô to bốn chữ đời ấm no giữa hội nghị trước mặt các tiền bối. Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Dương Thái Anh, ủy viên trẻ tuổi nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12, con trai của chủ tịch điện lực EVN Dương Quang Thành. Dù học đại học tại Mỹ, nhưng anh lại bỏ qua tương lai sáng lạn ở trời Tây. Anh quay về quê hương Việt Nam để nối nghiệp cha vào tháng 4 năm 2022. Tháng 6 năm 2022, tại Đại hội Đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ tư của nhiệm kỳ 2022-2027, bầu 144 anh, trong đó anh Dương Thái Anh là ủy viên trẻ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12. Anh Dương Thái Anh đã được bầu trực tiếp tại đại hội làm bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam khi chỉ vừa mới 24 tuổi. Anh Thái Anh sinh năm 1998, quê Quảng Bình, có trình độ cử nhân kinh tế và quan hệ quốc tế, trung cấp lý luận chính trị, năm nay chỉ mới 25 tuổi nhưng đã được cầm tờ A4 hô rõ bốn chữ đời ấm no. Bí thư Trung ương đoàn của EVN, chức vụ tương đương Trung ương ở ban của EVN mà người khác phấn đấu cả đời cũng không được. Ở cái tuổi nhiều thanh niên chỉ vừa kịp tốt nghiệp đại học ra trường, đang trong quá trình trau dồi kiến thức và kỹ năng thì tháng 4 năm 2022, anh vừa học xong ở phương Tây về. Tháng 6 năm 2022, tức trong vòng 2 tháng, anh đã kịp có những công hiến to lớn để Tập đoàn Điện lực Việt Nam bầu anh làm bí thư Trung ương đoàn của EVN, nơi mà bố anh đang là chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Một chương trình học trung cấp lý luận chính trị trung ương kéo dài từ 6 đến 12 tháng đã được anh hoàn thành xong một cách thần tốc chỉ chưa đầy 6 tháng. Nhìn nhận những sự cống hiến, vốn kiến thức và kinh nghiệm mà anh có, tuy chỉ mới ra trường nhưng anh đã có đủ khả năng để tiến hành thi công chức bằng một cách nào đó. Những thứ mà các vị cán bộ khác cần thực hiện trong nhiều năm, anh đã hoàn thành xong ở tuổi 24. Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027, anh Dương Thái Anh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên EVN khóa 4 trực tiếp tại đại hội. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Toàn khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ tư. Được biết, Dương Thái Anh là con đầu của vị Chủ tịch Dương Quang Thành. Theo như một số báo giới tiết lộ, thu nhập hàng năm của ông Thành khoảng 650 triệu đồng, gần 28.000 mỹ kim, nhưng ông phải nuôi 2 con trai đang du học tại Mỹ. Ngoài chuyện học của con cái ra, ông Thành còn có những chi phí cho các nhu cầu xa xỉ khác, nên giá điện tăng, cắt điện liên tục cũng là điều dễ hiểu. Một số cư dân mạng khác tiết lộ thêm, người con trai út của ông Thành tên là Dương Anh Minh. Dương Anh Minh hiện đang du học tại trường Cheshire Academy, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Đây là trường nhận học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, chuẩn bị cho các em vào đại học. Theo thông tin trên mạng, để vào học trường này, mỗi học sinh phải trả gần 60.000 mỹ kim cho một năm, tương đương gần gấp 3 lần số lương của ông Thành thu nhập trong một năm. Dương Quang Thành là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Đất nước ta EVN từ năm 2016 đến nay. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm thực hiện việc hoàn thành công việc trong lĩnh vực điện lực và đã phụ trách nhiều vị trí cần thiết như Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Miền Trung và Tây Nguyên. Từ năm 1985 đến năm 1993, ông thực hiện công việc tại Doanh nghiệp Điện lực Gia Lai với nhiều vị trí khác nhau, gồm có Tổ trưởng Tổ chuyên trách sản xuất, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Đắc Bla và Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai. Từ năm 1993 đến năm 1998, ông thực hiện công việc tại Sở Công Thương tỉnh Gia Lai với vị trí Giám đốc. Từ năm 1998 đến năm 2006, ông là Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Điện lực Miền Trung và Tây Nguyên. Từ năm 2006 đến năm 2016, ông là Tổng Giám đốc EVN Sông Đà. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Đất nước ta. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Dương Quang Thành vừa có quyết định nghỉ hưu theo quyết định số 299 trên QĐ-TTg và ông chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 5 năm 2023.
Tại sao ông lại quyết định nghỉ hưu sớm? Có chăng một sự sợ hãi đâu đây khi lò của Tổng Bí thư bừng cháy tới ngành điện? Tuy nhiên, ông vẫn kịp xếp ghế cho hai quý tử vào những vị trí chủ chốt trong ngành. Đừng để người dân cực chẳng đã. Thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu vô phúc đáo tụng đình, ý nói đưa nhau ra tòa là việc chẳng đặng đừng, cực chẳng đã. Một người dân tại chung cư Lexington, thành phố Thủ Đức mới phải kiện văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cấp sổ hồng theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chưa biết kết quả ra sao, nhưng có thể nói đây là hồi chuông cảnh báo tình trạng ngâm sổ đỏ, treo quyền lợi không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trường hợp giống như ở chung cư Lexington, chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh có đến hàng trăm nghìn căn hộ. Nghĩa là người dân đã nhận nhà, đã ở nhiều năm, đã đóng hết tiền, dự án hợp pháp, chủ đầu tư hoàn thành hoặc tha thiết được đóng tiền sử dụng đất để làm sổ hồng cho cư dân, nhưng không hiểu vì sao, vì lý do gì cứ bị trì hoãn hết năm này qua năm khác. Mà không có sổ thì thiệt thòi không biết bao nhiêu mà kể. Kẹt vốn muốn thế chấp ngân hàng không được, cứ có động tĩnh gì lại nơm nớp lo mất nhà. Ở thời điểm hiện tại, những căn hộ chưa được cấp sổ hồng mất giá trầm trọng, giao bán hàng loạt nhưng kiếm người mua rất khó. Tài sản mồ hôi nước mắt của nhiều người bị bào mòn. Đáng nói đây chỉ là một phần rất nhỏ của tảng băng. Có rất nhiều trường hợp bị treo quyền lợi ngay trên mảnh đất của mình, kéo dài hết thập niên này sang thập niên khác. Đó là những hộ dân sống trong các dự án treo, quy hoạch treo, lộ giới treo, hẻm treo. Họ muốn bán không được, ở không xong vì nằm trong vùng quy hoạch là không thể xây sửa hay sang nhượng. Họ cứ sống tạm bợ hết năm này qua năm khác. Dự án treo 10 năm, chờ 10 năm, dự án treo 20 năm, 30 năm. Chờ từ lúc còn thanh xuân cho tới khi bước vào tuổi xế chiều. Trong khi theo quy định, dự án chỉ sau 2 năm cấp phép mà không thực hiện là phải thu hồi. Thực tế, thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần lên kế hoạch rà soát quy định treo để trả lại quyền lợi cho người dân, thế nhưng vấn đề cứ sóng lên rồi lại chìm xuống, không hiểu vì sao. Để giữ thành phố năng động nhất cả nước, nơi đất được ví như vàng nhưng lúng đốm ra bèo, các dự án bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng bộ mặt đô thị và quan trọng nhất là ảnh hưởng quyền lợi của người dân. Trong 154 dự án bị tắc mà lãnh đạo thành phố luôn khẳng định quyết tâm tháo gỡ, cũng có không ít chủ đầu tư tha thiết được đóng tiền sử dụng đất để hoàn thành nghĩa vụ cấp sổ hồng cho khách hàng của mình, nhưng vẫn chưa thể. Tất nhiên, có rất nhiều lý do dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền chưa cấp sổ hồng cho người dân. Nhưng trường hợp trong vụ kiện nói trên là điều hết sức vô lý, vì theo quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên Môi trường là cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định về việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án. Sở chỉ đạo rồi mà văn phòng đăng ký đất đai cứ lờ đi nên người dân mới phải đi kiện. Vì vậy, cần đẩy nhanh cấp sổ hồng cho người dân ở chung cư Lexington nói riêng và các trường hợp tương tự nói chung. Bên cạnh đó, cần tách bạch giữa sai phạm của chủ đầu tư và việc cấp sổ hồng cho người mua nhà. Nếu chủ đầu tư sai, cần xử lý nhưng không thể giam sổ hồng của người dân như rất nhiều trường hợp hiện nay. Việc này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng đã rất nhiều lần lên tiếng nhưng vẫn chưa được áp dụng. Và để tránh các vụ khiếu kiện chẳng đặng đừng, thành phố cần một cuộc tổng rà soát các dự án treo, quy hoạch treo thực sự, công bố kết quả cũng như hướng giải quyết cụ thể để trả quyền lợi cho các hộ dân sống trong những vùng này. Đừng để khiếu kiện trở thành mảnh đất màu mỡ và đừng để người dân rơi vào cảnh cực chẳng đã như nói trên.